Sáng 11 tháng 8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên quốc lộ 49A đoạn qua địa bàn xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở keo tràm và xe máy khiến 4 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, tài xế Huỳnh Văn Cường, 27 tuổi, trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới, điều khiển xe ben mang biển kiểm soát 75C03232 lưu thông theo hướng A Lưới, Huế. Lúc này trên xe chở keo tràm và có 3 người gồm chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, 29 tuổi, Hồ Văn Phương, 37 tuổi và Rumisa, 28 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới. Khi đến đèo A Co tại km 72+800 quốc lộ 49A thuộc xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, anh Cường đã sử dụng phanh để hãm tốc độ xe nhưng lại không có tác dụng, đã khiến chiếc xe bị mất lái. Sau đó va chạm vào hai xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Đó là xe máy mang biển kiểm soát 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ, 33 tuổi, trú tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới điều khiển và xe mô tô mang biển kiểm soát 75C1-45855 do chị Phạm Thị Hoài Thu, 43 tuổi điều khiển. Phía sau xe chở theo chị Ngô Thị Nhàn, 53 tuổi. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.